anh nói là anh rất yêu con bé Gami đúng không? Vậy nếu như bây giờ có một kẻ muốn bắt cóc nó, muốn hãm hại nó, nhưng lúc nào đứng trước mặt anh tán tỉnh thì anh có cảm thấy buồn nôn không? Anh có căm ghét không? Anh có muốn giết chết người đó không? Tôi cũng vậy. Tôi yêu thằng Chí, tôi yêu nó và tôi muốn bảo vệ nó, như thế là sai à? Nhưng anh thì sao? Anh ấy, anh mà người ta bảo khổ nạn của anh ấy lại muốn đẩy nó vào tù. Anh đã gây ra bao nhiêu thứ cho Cao Tường, anh đã làm cho cả tập đoàn đều đừng, anh đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu con người. Anh đã làm cho tôi vất vả ngày đêm. Lúc em tôi thừa cần nó gọi tôi thì tôi không thể về được. Bây giờ thì mẹ tôi từ tôi, em trai tôi không gọi tôi là thì anh đã vừa lòng chưa? Hay bản thân anh vẫn chưa cảm thấy vừa lòng và bây giờ anh vẫn còn muốn đứng trước mặt tôi để giễu cợt tôi nữa? Niềm tin của anh mới có giới hạn chứ. Giấc mơ của ngày hôm qua, khi tình yêu chìm vào lầm lỗi trở thành nỗi đau mang hận thù, từng khoảng trống cô đơn xóa đi lời hẹn hôm nào. Những cây đắng ngập tràn kiếp trở về trong cơn mưa giá lạnh, đã vui lòng từng ngày cùng với ước mơ con thuyền hạnh phúc. Phút lầm lỡ để rồi nuối tiếc khi nhận ra chẳng còn gì nữa. Buồn vui giờ đây ngồi lạnh theo những đêm thâu, muộn màng tình yêu còn mãi và tha thứ cho nhau để những lầm lỗi trong dòng đời lẫn con tim. Hận thù của những ngày qua rồi cũng sẽ khép lại, để vơi đớn đau đang ngủ yên trong lòng vẫn như kiếm tìm giấc mơ.